Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 180 ngày cao điểm phòng chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Sáng nay ngày 25 tháng 5, đoàn tuần tra liên ngành do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh dẫn đầu đã tiến hành hoạt động tuần tra trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoạt động do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì. Xuất phát từ cầu cảng Hải đội 2, phường Thuận An, thành phố Huế, đoàn tuần tra liên ngành với hơn 60 cán bộ chiến sĩ tiến hành tuần tra các khu vực bao gồm vùng nước nội thủy của tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý, khu vực tiếp giáp giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với tỉnh Quảng Trị và vùng biển tiếp giáp ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Ngoài các hoạt động tuần tra phát hiện và xử lý vi phạm, đoàn tuần tra liên ngành còn thăm hỏi tặng quà cho bà con ngư dân, đồng thời tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân đánh bắt theo quy định của Ủy ban châu Âu EC, qua đó đẩy nhanh tiến trình gỡ thẻ vàng của EC lên thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Dịp này, đoàn tuần tra liên ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã đến thăm cảng bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh mong muốn cảng bộ chiến sĩ huyện đảo tiếp tục công tác tốt, gìn giữ chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời hỗ trợ cho ngư dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong khai thác thủy hải sản trên biển. Phối hợp cùng địa phương trong thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 180 ngày cao điểm phòng chống khai thác IUU.